vẫn rất nỗ lực. Hai đội đã chuyển sang phát bóng rồi và như vậy trận đấu sẽ được bắt đầu chỉ trong vòng ít phút nữa thôi. Ở trong đội hình của thôn Hồng Sinh có ba ngoại binh rất chất lượng, đó là Thạch Đen, Trường Trảng Bom đến từ miền Nam và Xuân Đức đến từ Hà Nội. Đặc biệt có sự truyền hai số 1, đó là idol Thầy Giáo Thức. Thầy Giáo Thức thì không còn xa lạ với trong giới bóng chuyền phủi và đặc biệt là những fan hâm mộ của bóng chuyền HD. Đó là thôn Hồng Sinh, quê hương của Thầy Giáo Thức. Ở giải đấu này thì ngoại binh được thuê thoải mái, nhưng cùng lúc trên sân thì chỉ được 2 thôi mọi người ạ. Và không cần đăng ký trước, có nghĩa là gọi tăng cường ngoại binh bất cứ lúc nào. Xin chào 1.100 anh chị em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người hãy chia sẻ cái live stream này để lan tỏa giải đấu, lan tỏa những ngôi sao Bắc và Nam tại giải nhân đạo huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Đáng tiếc là trước giải, khi giải đấu diễn ra thì lại có những cơn mưa rất to, nhưng cũng may mắn là bắt đầu vào giải thì lại hết mưa. Đỗ Minh Hưng đến từ kênh bóng truyền HD, fanpage bóng truyền HD Live và thương hiệu bóng truyền VD. Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào tất cả anh chị em yêu bóng truyền Việt Nam. Và sau đây sẽ là diễn ra trận mở màn tại giải xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 2022. Trước mặt mọi người trong trang phục màu đỏ vàng, đó là thôn Hồng Sinh. Còn ở trong trang phục màu trắng ở bên kia màn hình của quý vị và các bạn, đó là thôn Trần Phú. Như vậy trận khai mạc bắt đầu và thôn Trần Phú phát bóng trước. Rất mạnh. Như vậy là điểm số đầu tiên đã thuộc về các cầu thủ thôn Hồng Sinh sau pha tấn công rất mạnh ở vị trí số 4. Phát bóng cho thôn Hồng Sinh, đó là truyền hai idol Thầy Giáo Thức. Đặc biệt có hai ngoại binh, đó là số 5 Xuân Đức đến từ câu lạc bộ Hà Nội và Thạch Đen đến từ miền Nam. Thạch Đen từ rất nhiều năm rồi được mệnh danh đó là vua hội làng của Việt Nam. Anh Ngọc quan sát cho em xem cái bảng điểm ở đâu mà em nhìn từ lúc được không thấy nhỉ? Rồi, khán giả ngồi lấp hết rồi. Như vậy là điểm cho thôn Hồng Sinh 3-0. Chuyền một đẹp rồi, một cầu thủ rất cao của Trần Phú, bóng đã chạm chắn ra ngoài. Điểm số đầu tiên của Trần Phú 1-3. Cầu thủ số 3 rất cao của bên đội Trần Phú, anh giơ tay đã tới mép lưới rồi. Vẫn là Xuân Đức, một pha bỏ nhỏ. Điểm cho Hồng Sinh 4-1. Xin chào 1.600 anh chị em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người hãy giúp mình chia sẻ thật nhiều đến
Xuân Tuyển, Vũ Thịnh, Nguyễn Vẫn là Xuân Tuyển. Vừa rồi là cầu thủ số 3 cao nhất trên đội hình của Trần Phú. Mang về điểm số 2 cho Trần Phú, điểm 2-4. Chuyển 2 là Hoàng, chuyển 2 quan trọng 2 là ngoại binh, cái này chuyển 2 ý là hai chuyền hai Xuân Tuyển với Vũ Thịnh, hai ngoại binh Xuân Tuyển với Vũ Thịnh để số hai cũng hai cao rồi, với lại chuyền hai là A Hoàng trọng hai đấy, bắt đấy là ngoại binh ấy thu mất rồi, bóng chưa qua lưới, thêm một điểm số nữa cho thôn Hồng Sinh. Mấy giờ anh? 6-2 chuyển một đẹp rồi, bóng hơi thu, bây giờ là phản công cho một pha xử lý nhẹ nhàng của Thành Thiên, bóng hơi trơn, điểm cho Hồng Sinh 7-2. Quả bóng vẫn là ngoại binh Xuân Đức đến từ câu lạc bộ Hà Nội. Ok Ngọc, để anh để cái này lên đằng trước để cho em nhờ xử lý. Vẫn còn pha thủ bóng rất tốt của số 6, bây giờ là Thạch Đen. Ngay lập tức thì thôn Trần Phú xin hội ý lần thứ nhất của hiệp đấu đầu tiên. Điểm số lúc này đang là 8-2. Xin chào 1600 anh chị em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người tiếp tục chia sẻ để lan tỏa giải đấu này, một giải đấu rất hay. Nhẹ thôi chị ơi, nhẹ thôi. Như vậy là giờ hội ý đã hết, hai đội tiếp tục thi đấu và phát động tấn công của Xuân Đức. Đáng tiếc là bóng ra ngoài. Điểm cho Trần Phú 3-8. Quát bóng cho Trần Phú lúc này là Xuân Tuyển. Thạch Đen sát mất rồi. Rất khéo léo của Vũ Thịnh. Vũ Thịnh cùng với Xuân Tuyển đó là hai ngoại binh của Trần Phú mọi người ạ. Điểm cho Trần Phú 3-8, một pha phát bóng bay. Thạch Đen một pha tấn công trên chắn về y. 9-3 cho Hồng Sinh. Xin lỗi, 9-4. Khán giả ngồi đã che mất bảng điểm của ban tổ chức rồi, mình không nhìn thấy được nên có đọc nhầm thì mọi người thông cảm nhé. Điểm số chính xác là 9-4. Vũ Thịnh bật rất cao, đáng tiếc là Vũ Thịnh bỏ bóng ra ngoài. Điểm cho Hồng Sinh 10-4. Đánh ngay của rất mạnh của Xuân Tuyển và tấn công từ hàng sau. Không thèm cúi người luôn. Đấy là Thạch Đen và xử lý rất khôn khéo. Đẩy sâu về y. 11-4 cho Hồng Sinh. Diễn biến của hiệp đấu đầu tiên trận khai mạc thì các cầu thủ của thôn Hồng Sinh tỏ ra nhỉnh hơn. Rồi Hồng Sinh phát bóng ra ngoài. Điểm cho Trần Phú 5-11. Thạch Đen vẫn là những pha tấn công về y. 12-5. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bóng lại ướt đập đập nó đẹp đẹp đây lặng đi luôn đẹp rồi Vũ Thịnh tới rồi cơ hội phản công thứ hai cho Trần Phú Vũ Thịnh một pha đánh mạnh bóng đã bị trượt tay thêm một điểm số nữa cho Hồng Sinh 13-5 bỏ bóng tốt của Vũ Thịnh 6-13 Trần Phú phát bóng chưa qua lưới điểm cho Hồng Sinh 14-6 trời mưa sân trơn bóng nặng ảnh hưởng rất nhiều đến các cầu thủ vẫn còn Xuân Đức một đường truyền hơi thu bây giờ là cơ hội cho Trần Phú không được Trần Phú đánh bóng ra ngoài điểm cho thôn Hồng Sinh 15-6 khoảng cách 9 điểm như vậy là trọng tài sẽ định điểm cho thôn Trần Phú 10-15 xin lỗi 7-15 ai bắt được rồi trọng tài bắt lỗi hai chạm của Hồng Sinh 8-15 Đăng Hải anh trai đã lên Vĩnh Phúc rồi nhỉ biết cả ok Đăng Hải nhá và đập bóng rất mạnh của Xuân Đức quá mạnh người 6-8 cho Hồng Sinh xin chào 1.500 anh chị em mọi người hãy chia sẻ đi chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm như Facebook để những anh chị em đam mê bóng chuyền và không có mặt tại sân không được xem trực tiếp thì có thể xem qua live đây là trận mở màn rất mạnh đúng rồi Xuân Tuyển mọi người à tấn công rất uy lực bóng nó bay thẳng vào máy rất may là mình đã kịp đỡ được đỡ một tay được cho em cái bút này vào cái ngăn ngoài cùng vẫn là Vũ Tuyển vẫn còn cơ hội phản công thứ hai cho Trần Phú một pha hết lực của Vũ Tuyển hơi thấp mất rồi đúng rồi một pha ghi điểm rất tốt của Vũ Tuyển qua đập đập tốt các cầu thủ của thôn Trần Phú đã nhập cuộc tốt dần lên rồi bây giờ là Xuân Đức một pha bị trượt chân vẫn còn cơ hội phản công của Trần Phú Vũ Tuyển bỏ không được Thạch Đen đã đứng ngay đấy rồi một pha phòng thủ trên lưới rất tốt của các cầu thủ Trần Phú phản công như vậy là hàng rào chắn của Hồng Sinh đã chạm lưới trận đấu đã nóng lên rồi thêm một điểm số nữa cho các cầu thủ Trần Phú một pha phát bóng rất an toàn lần này thì Xuân Đức đã thành công bóng đã chạm chắn ra ngoài mười tám mười một cho Hồng Sinh ngoài bên đội Trần Phú đang có Vũ Tuyển ở hàng công một cầu thủ có những pha tấn công rất mạnh hãy chờ xem vâng một pha tấn công trên chắn của Vũ Tuyển 12-18 cho Trần Phú
Đó. Và bây giờ chính là Trần Vũ Tuyển sẽ là người phát bóng. Và ông Sinh đang ở hàng trên. Đánh đen và xử lý nhẹ nhàng. Đó chắc là hôm nay khỏi rồi. Bóng trong sân. Khó ăn là uống nước rồi, phải uống nhiều nước rồi. 13-18 cho Trần Phú, khoảng cách chỉ là 5 điểm thôi. Anh chị em đang xem đó là diễn biến đầu tiên, hiệp đầu tiên của trận khai mạc giải bóng chuyền xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022. Thạch Đen, bóng đã bung chắn ra ngoài. Khó quá. Bây giờ là phản công cho tranh chấp. Người chiến thắng đó là Thạch Đen. Hai mươi một mười ba. Lỉ ngấm nước. Vũ Thịnh vẫn còn cái chân của số 6. Đáng tiếc là bóng bay ra ngoài rất xa. Điểm cho Trần Phú 14-21. Rồi. Bình thường cái gì đâu mà. Bỏ nhỏ rất khéo của Thạch Đen. Cứ đòi đi à? 22-14. Ăn rồi. Như nào mà? 25. Vũ Thịnh, một đường truyền hơi giãn. Bây giờ là ai đây? Thạch Đen 3-3. Bóng trong sân. Anh Thanh bảo Huyền đừng... À chị này, Thúy Hiền đừng gọi. Huyền gọi Hiền, Thúy Hiền, Việt con. Thôi thôi, ấn vào cái gì rồi. Xóa nó đi rồi bật ra cái khác. Cảm ơn bạn nào đã tặng 300 sao nhé. Và cảm ơn 1.500 anh chị em đang xem live. Chúc mọi người có buổi xem live vui vẻ, sức khỏe và gặp nhiều may mắn cũng như thành công trong cuộc sống. Anh nhìn cho em là hai mấy rồi? Em hai mấy rồi? Như vậy điểm số lúc này đang là 24-13. Set point cho thôn Hồng Sinh ở hiệp đấu đầu tiên của trận khai mạc. Hồng Sinh bỏ bóng ra ngoài. Điểm cho Trần Phú 16-24. Xuân Đức có kết thúc không? Rất mạnh. Và như vậy là các cầu thủ của thôn Hồng Sinh đã giành chiến thắng ở hiệp đấu đầu tiên của trận khai mạc với tỷ số 25-16. Hai đội sẽ đổi sân và tạm nghỉ ít phút trước khi bước vào hiệp đấu thứ hai. Dương Quang mờ quá nhớ, không mờ đâu em, kiểm tra lại thiết bị của em nhé, mọi người xem đang rất ok. Đây là các cầu thủ
thủ của thôn Trần Phú, cũng như là khán giả tại xã Nhân Đạo, khán giả tại xã Nhân Đạo đã có mặt trên sân rất đông rồi. Đáng tiếc là trong buổi sáng ngày hôm nay có mưa, và mưa rất to. Nhưng hiện tại thì những cơn mưa to đã tạnh rồi, hy vọng trời sẽ hửng nắng để sân và bóng khô ráo hơn. Xin chào 1.200 anh chị em, mọi người hãy tiếp tục chia sẻ để những anh chị em yêu bóng chuyền Việt Nam cùng có mặt tại đây để xem cùng cổ vũ cho các đội. Tại giải đấu năm nay các thôn có rất nhiều các ngoại binh, và mỗi đội được đăng ký ngoại binh thoải mái mọi người ạ. Nhưng khi vào sân thì chỉ được khai ngoại binh thôi. Như vậy là hiệp hai chuẩn bị bắt đầu. Đỗ Nguyên Hưng đến từ kênh Bóng Chuyền HD, fanpage Bóng Chuyền HD Live và thương hiệu Bóng Chuyền VND. Xin kính chào quý vị và các bạn, xin chào tất cả anh chị em yêu bóng chuyền Việt Nam. Xin mời mọi người theo dõi hiệp đấu thứ hai của trận mở màn giải bóng chuyền xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022. Ở trong trang phục màu trắng bên này màn hình của quý vị và các bạn đó là thôn Trần Phú. Và bên kia trong trang phục màu đỏ vàng đó là thôn Hồng Sinh. Ở trong đội hình của Trần Phú có hai ngoại binh, đó là cầu thủ số 3 Xuân Tiển và số 6 là Vũ Anh. Trong trận đấu dài thì có số 6 Công Anh, đó là cầu thủ ngoại binh thay Vũ Thịnh ở hiệp đấu thứ hai. Phát bóng chưa qua lưới. Điểm cho Hồng Sinh 2-3. Phát bóng là idol thầy giáo thức Xuân Tuyển, vẫn còn. Như vậy là người chắn bóng thành công đó là Xuân Đức. Xuân Đức đến từ câu lạc bộ Hà Nội. Xuân Đức cùng với Thạch Đen và Trường Trảng Bom là một trong ba cầu thủ ngoại binh của thôn Hồng Sinh. Nhưng hiện tại chỉ có hai cầu thủ ở trên sân thôi. Đó là điều lệ của giải đấu, chỉ được hai cầu thủ ngoại binh có mặt trên sân cùng một lúc. Thêm một điểm số nữa cho Hồng Sinh sau pha xử lý của Trần Phú ra ngoài. Công Hành này vào thay Vũ Thịnh, cũng không biết là có phải là ngoài kính không? Bóng chưa qua lưới. Như vậy là 4 đều rồi, 4 đều cho Trần Phú. Bảng điểm của ban tổ chức bị lấp vị trí của các khán giả. Vậy điểm số mình sẽ cập nhật không được nhanh, mọi người thông cảm nhé. Vậy sẽ phát lại pha bóng vừa rồi. Xuân Đức rất mạnh, bóng đã bung chắn ra ngoài. Điểm cho các cầu thủ thôn Hồng Sinh 5-4.
Mặc dù thôn Hồng Sinh chỉ có hai cầu thủ ngoại binh có mặt trên sân, nhưng cộng vào đó là chuyền hai idol thầy giáo Thức. Thầy giáo Thức cũng thi đấu rất nhiều năm và có rất nhiều kinh nghiệm ở các hội làng. Như vậy cũng coi như là đang có 3 ngoại binh rồi, một lợi thế rất lớn. Điểm cho Trần Phú 5 đều. Giải đấu này mọi người đang xem đó là giải xã nhân đạo huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, và đây chỉ là các thôn thi đấu với nhau thôi. Xuân Đức đang mất rồi. Kìa, một pha bóng không hiểu nhau của các cầu thủ Trần Phú. Cơ hội phản công đã trôi qua mất rồi. Vừa rồi Xuân Tuyển số 3 đang chờ một đường bóng để anh tấn công ở vị trí 3-3 hàng sau. Nhưng các cầu thủ của thôn Trần Phú lại không hiểu ý. Điểm cho Hồng Sinh 6-5. 7-5. Sân rất trơn mọi người ạ, sân trơn, bóng trơn và nặng, ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình thi đấu của các cầu thủ. Pha xử lý khéo léo về cuối sân của Công Anh. Như vậy là Công Anh đến từ Tuyên Quang, một ngoại binh. Một đẹp rồi, thạch đen, bóng trên chắn. Như vậy là đã lọt. Đây, một điểm số cho Trần Phú, một điểm số rất may mắn sau pha phòng thủ của, rất tốt sau pha tấn công của thạch đen. Vẫn là thạch đen, đúng rồi, vẫn là những pha tấn công về y. Điểm cho các cầu thủ Hồng Sinh 7-8. Và pha bóng rất khó, xử lý bỏ ngay của thạch đen. Xuân Đức hàng sau rất mạnh. Thêm một điểm số nữa cho các cầu thủ Hồng Sinh 9-7. Trần Phú tấn công ra ngoài. Dần một đẹp rồi, thạch đen vẫn còn. Cầu thủ số 7 phòng thủ rất lan xả, đáng tiếc là Xuân Tuyển lại bị trượt chân. Sân rất trơn và sân lại có thảm thi đấu mọi người ạ. Thảm vì dính nước thì còn trơn hơn cả sân bê tông. Đẹp rồi. Trọng tài xác định bóng chưa chạm chắn. Điểm số lúc này đang là 12-8 cho Hồng Sinh với khoảng cách 4 điểm. Đập rất uy lực của Công Anh. 92 cho Trần Phú. Trọng tài 2 cho phát lại trong pha bóng vừa rồi, có khán giả chạy qua. Điểm số vẫn đang là 9-12. Một pha tấn công cắm vạch 3m, một pha ném gạch đầu tiên của giải đấu đến từ vị trí của Xuân Đức.
cầu thủ đang trong biên chế của Hà Nội. Bóng trước khi tới tay của Truyền Hai Anh di chuyển rất nhanh để đánh quả chung 3-4. Đó là một pha tấn công chiến thuật. Thêm một điểm số nữa cho Hồng Sinh, 14-9 sau pha tấn công ra ngoài của các cầu thủ Trần Phú. Bóng đã lọt chắn. Lần này thì Vũ Tuyển đã mang về điểm số thứ 10. Ngay sau đó thì các cầu thủ Trần Phú lại phát bóng chưa qua lưới. Rất đáng tiếc, các cầu thủ Trần Phú cần phải chắt chiu hơn để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi cũng như giành chiến thắng ở hiệp đấu thứ hai. Tại vòng bảng của giải đấu năm nay, các đội sẽ thi đấu trong 3 hiệp và giải đấu có 10 đội tham gia, chia làm 2 bảng, mỗi bảng 5 đội. Không được, bóng rất trơn vừa rồi. Các cầu thủ Trần Phú 11-14. Như vậy là 11-15. Xuân Đức sát mất rồi, xử lý ra sao? Đánh ngay của Vũ Tuyển. Rồi phản công cho Trần Phú, đáng tiếc là chuyền một. Hết lực. Xuân Tuyển, bóng đã chạm chắn ra ngoài. 12-15. Bây giờ là phát bóng cho Trần Phú, đó là chuyền hai A Hoa. Xuân Đức, bóng đã lọt hàng rào chắn. Alo. Cái anh ấy gọi cho chị Huyền bảo khoái cái đấy. 16-12 cho các thủ Hồng Sinh. Đẹp rồi, rất ngọt ngào. Vừa rồi là Xuân Tuyển, anh đã tấn công với Y. Với Y thì hàng rào chắn sẽ thấp hơn. Đó là những cầu thủ quân xanh của Hồng Sinh. Phát bóng ra ngoài. 17-13 cho các cầu thủ Hồng Sinh. Anh chị em đang xem đó là trận khai mạc. Bỏ bóng của Thạch Tiên. An Ninh xin chào bình viên đối ứng. Ok, chào anh An Ninh nha. Một đồng đội của mình tại sân đội xe Hà Đông. Xin chào 1.300 anh chị em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã luôn tin yêu và ủng hộ cho VSD cũng như ủng hộ cho bình luận viên Đỗ Nguyên Thanh. Hiện tại thương hiệu bóng chuyền VSD đang có những mẫu giày chuyên cày sân bê tông có lót giảm chấn đỡ hại gối và lưng để cho anh chị em chơi phong trào ở sân ngoài trời, những sân bê tông cũng như các nền đất và gạch cứng. Giày có giá là 860.000, nhưng hiện tại bình luận viên Đỗ Hữu Thành đang bán với giá chiên là 680.000.
Nếu anh chị em nào chuyển khoản trước thì được tặng thêm một bộ quần áo đấu. Và những anh chị em nào có nhu cầu thì nhắn tin vào địa chỉ duy nhất, đó là fanpage bóng chuyền HD Live. Anh gì ơi? Địa chỉ duy nhất đó là fanpage bóng chuyền HD Live mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Quay trở lại với diễn biến của trận đấu. Công Hạnh thành công rồi. Vừa rồi Công Hạnh đã vượt qua tay chắn rất cao của các cầu thủ Hồng Sinh, đó là cầu thủ Xuân Đức đến từ câu lạc bộ Hà Nội. Xuân Đức là cầu thủ chuyên nghiệp mọi người ạ. Xuân Đức cùng với Thạch Đen hiện đang là hai ngoại binh có mặt trên sân của các cầu thủ thôn Hồng Sinh. Và ngoài còn có một cầu thủ nữa, đó là Trường Trảng Bom với biệt danh là Bàn Tay Phật Tổ, đến từ miền Nam, đến từ mảnh đất của những trận cầu độ. Nhưng ở điều lệ của giải đấu này, các cầu thủ có thể thuê ngoại binh thoải mái, không cần đăng ký trước, có thể tăng cường bất cứ lúc nào. Nhưng cùng lúc trên sân chỉ được hai cầu thủ thôi. Trận thứ hai là có thủ xuất hiện Bùi Văn Thuận, Cường, Mỏ Hồng. Vừa rồi thông tin của bình luận viên Đỗ Quốc Thanh có chia sẻ trận đấu thứ hai hứa hẹn sẽ rất hay, đó là trận đấu của thôn Tiền Phong với thôn Lê Lợi, có sự xuất hiện của Mỏ Hồng từ đội Hà Tĩnh, rất mạnh của Xuân Đức và cầu thủ Lê Đức Thuận của Hà Nội. Lê Đức Thuận với Bùi Văn Cường và Mỏ Hồng với lại Thái Nguyên, Thái Nguyên Nghệ An. Như vậy là Lê Đức Thuận cùng với Bùi Văn Cường là hai ngoại binh một cặp, và Mỏ Hồng cùng với Thái Nguyên. Thái Nguyên chính là cầu chủ công rất xuất sắc tại hội đền Hang Bóng vừa rồi, sẽ là một cặp. Như vậy là hai cặp đôi này sẽ đối đầu nhau ở trận đấu thứ hai. Vẫn còn, cố lên các cầu thủ Trần Phú, và phản công nhanh rất mạnh vẫn là Xuân Đức, và tấn công từ các cầu thủ chuyên nghiệp. Như vậy là các cầu thủ Hồng Sinh đã giành chiến thắng ở hiệp đấu thứ hai này. Như vậy là đội Hồng Sinh đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Xin chào 1.300 anh chị em.